Hello anh em, thì hôm trước là mình đã chia sẻ với anh em mấy câu chuyện đó là mình hiện tại mình đang để xây dựng những cái nhóm, những cộng đồng để mình có thể là kinh doanh, mình bán hàng. Và những cách cũ của mình như là mình đăng lên tường Facebook này, rồi là mình làm website, mình chạy quảng cáo hay là mình bán hàng trên các sàn á, thì mình thấy cái cách này thì là một cái cách cũng rất là hiệu quả. Thế nhưng mà để mà dài hạn á thì nó khá tốn rất là nhiều thời gian và nguồn lực, liên tục mình phải chạy quảng cáo. Và mình đã đặt cái câu hỏi trong đầu mình ấy, đó là vậy thì mình sẽ phải chạy quảng cáo đến bao giờ, mình sẽ cứ phải làm liên tục cái này đến bao giờ. Mà lúc đó thì mình nghĩ câu chuyện nó tại sao mình không xây dựng một cái nhóm cộng đồng để nó tự động nó phát triển, mình chỉ cần dành thời gian xây dựng nó lúc đầu thôi, và sau đó thì các thành viên nó tự động nó xin tham gia, tự động nó viết bài, tự động nó phát triển cái nhóm cho mình. Thế thì làm thế nào để xây dựng một cái nhóm? Và sau đó thì mình đã thiết kế ra được một cái gọi là mình tổng hợp và mình thử nghiệm một số cái phương pháp, và cuối cùng thì mình tìm ra một cái phương pháp và mình đã xây dựng được một cái nhóm có tên là cộng đồng Cuồng Canva. Và cái nhóm này mình thấy rất là bất ngờ, khi mà mình áp dụng cái phương pháp này thì nó lại phát triển rất là nhanh, trong vòng chưa đầy 2 tháng đã tăng trưởng hơn 50.000 thành viên. Và mình thấy là cái cách này rất là hay và mình muốn chia sẻ cái cách này với tất cả mọi người. Thì bây giờ như này, mình có làm một cái chương trình khóa học như thế này để hướng dẫn cho mọi người những cái nội dung dạng như này. Mọi người sẽ thấy trong này chương trình giảng dạy nó sẽ gồm những cái phần như này, và ngoài cái phần như này thì đây là những cái tài liệu, các bạn tưởng tượng như là các bạn đang đi học trên lớp vậy á, thì đây là những cái tài liệu gọi là sách giáo khoa. Và sau đó thì bọn mình sẽ có những cái nhóm hỗ trợ cho các bạn kỹ hơn theo từng cái người một. Các bạn muốn xây dựng nhóm cộng đồng về điều gì thì bọn mình sẽ giúp các bạn, thứ nhất là xây dựng, rồi là tìm tài nguyên, rồi support cho các bạn những cái hỏi đáp, những cái thắc mắc của các bạn trong quá trình mà bạn xây dựng. Ví dụ như các cái nhóm dạng như này, đây là nhóm bọn mình support Shopee công nghiệp này, nhóm bằng 190 này đấy, thì các bạn cũng sẽ được tạo những cái nhóm như này, nhóm riêng support trong khoảng 1 năm nhé. Support trong khoảng 1 năm thì mình nghĩ là 1 năm là một quãng thời gian rất là không dài, cũng không phải là ngắn, để các bạn đủ để các bạn hiểu và các bạn rất là nắm cứng kiến thức trong tay, để các bạn không phải làm 1-2 cộng đồng đâu, 1-2 nhóm đâu, mà các bạn có thể làm rất nhiều nhóm. Thì đây là những cái nhóm hỗ trợ dạng như thế này. Đấy, thì bọn mình cũng sẽ tạo những cái nhóm hỗ trợ như thế này dành cho anh em. Thế thì về cái nội dung thì thật ra là nội dung thì mình không cần, mình không dành thời gian quá nhiều nội dung, mà mình muốn là dành thời gian vào cái quá trình mà hỗ trợ các bạn. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái tính cách khác nhau, mỗi người sẽ có một cái xuất phát điểm khác nhau. Có người rất là dành máy tính, có người giỏi về máy tính, giỏi về tin học, có người giỏi viết lách, có người giỏi sáng tạo nội dung, thế nhưng có người lại không giỏi điều này. Thế là mình muốn là mình chỉ tạo ra một những cái nội dung cứng, tức là nội dung rất là chi tiết, những nội dung rất là cơ bản để mọi người có thể là xây dựng được một cái nhóm. Sau đó thì bọn mình sẽ có những cái nhóm hỗ trợ để hỗ trợ riêng cho các bạn theo từng cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Ví dụ như các bạn yếu về máy tính, các bạn yếu về viết lách, các bạn yếu về content đấy, thì bọn mình sẽ hỗ trợ các bạn. Yếu về kỹ thuật, bọn mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thì ở đây mình có viết ra một số cái mà mình nghĩ là sau khi mà các bạn tham gia khóa học này, các bạn có thể sẽ đạt được, thậm chí là đạt được rất là tốt. Ở đây thì được cái việc đầu tiên là các bạn sẽ biết cách để các bạn xây dựng và quản lý một cái cộng đồng. Mình đã từng xây dựng hàng trăm cái cộng đồng rồi, thế nhưng cái cách để xây dựng thật sự và quản lý nó thì không phải là mình tự nhiên mình trên mạng mà mình có thể tìm hiểu được, mà mình phải đã trải qua quá trình mà mình quản trị một vài các nhóm cộng đồng rồi mình mới ngộ ra được. Có nhiều cái, ví dụ như đơn giản là một cái câu chuyện đó là trao quyền cho cộng đồng. Ngày xưa mình cứ nghĩ là cái nhóm nó là của mình, nó là của tao, thì tao phải quyết định mọi thứ, nó phải là của tao. Đấy, mọi thứ trong cái nhóm này phải do tao quyết định. Giống như kiểu ngày xưa chúng ta có cái thời kỳ ngày xưa cổ đại mà chúng ta có vua của một nước, thì bây giờ phải chuyển qua là xã hội chủ nghĩa, tức là trao quyền cho dân, hoặc là tư bản chủ nghĩa, đúng không? Thế thì bây giờ cũng như vậy, một cái nhóm hay cộng đồng là cũng vậy. Các bạn không thể nào làm vua trong đấy, các bạn không thể nào làm chủ nhóm được, mà các bạn phải trao quyền cho cộng đồng. Thì đấy là một cái mà mình chiêm nghiệm ra, mình thấy cực kỳ hay. Và trong khoa học này thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho anh em nhé. Đó là cái việc đầu tiên, anh em sẽ biết cách để mình có thể xây dựng một cái cộng đồng. Cái thứ hai là các bạn sẽ có được một cái cộng đồng mà hàng nghìn thành viên, mình chắc chắn điều này. Bởi vì bọn mình sẽ có cái phương pháp, sẽ có cách để các bạn phát triển các nhóm của mình một cách rất là đơn giản. Dù bạn không phải là một người nổi tiếng, hay là các bạn không phải là cần là một người giỏi chuyên môn quá cao, mà mình có phương pháp. Ví dụ đơn giản bọn mình đang có phương pháp là thuê các KOL, những người nổi tiếng, họ PA cho cái nhóm của mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bọn mình có thể là thuê những người giỏi về, họ viết nội dung cho mình ở lúc đầu tiên. Đấy, thì rất là nhiều phương pháp nữa cơ, nhưng mà chắc chắn là anh em sẽ có được một cái cộng đồng hàng nghìn thành viên mà anh em không cần phải là một người quá là giỏi hoặc là nổi tiếng. Đương nhiên là anh em vẫn phải trao dồi những kiến thức cơ bản chuyên môn, nhưng mà nó không phải là một thứ gì đó quá lớn nhá. Và bọn mình sẽ có cái phương pháp để anh em kéo thành viên bước đầu, để kéo 1.000-2.000 thành viên bước đầu nó như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Rồi, và khi mà anh em đã có một cái nhóm rồi thì đương nhiên nó sẽ là một cái giải pháp rất là tốt để anh em, ngoài cái việc mà xây dựng cộng đồng ra, thì cũng là cái chỗ để anh em đưa các cái khách hàng cũ của mình, khách hàng tiềm năng của mình trong đó. Nó là một cái ao cá của anh em. Nếu anh em đã từng đi học những cái tư duy về kinh doanh mới thì anh em đã biết đây là một cái ao cá cực kỳ lớn. Rồi, nó sẽ trở thành một cái nơi mà bán hàng cho anh em nó
cực kỳ hiệu quả và không hề có một sự cạnh tranh nào. Bởi vì cái nhóm nói là của quyền của cộng đồng, nhưng thực chất nó vẫn là của anh em có quyền khai thác và sử dụng. Tức là sao? Mình không sở hữu, mình chỉ có khai thác và sử dụng thôi. Thì ở trong cái môi trường nhóm này thì gần như không hề có một cuộc cạnh tranh nào hết. Tất cả đó là của anh em. Cả một cái cộng đồng cực kỳ lớn như mình hiện tại 60.000 thành viên ở trong cái nhóm đấy, là cái chỗ mà mình có thể khai thác, mình sử dụng hoàn toàn là free và gần như không có cạnh tranh. Mình cho phép ai thì người được thôi. Đấy. Thì một số bạn thì đã kêu là mình chưa có hàng hoặc chưa có sản phẩm á. Nhưng mà không sao, mình sẽ hướng dẫn anh em một số cái phương pháp để anh em có thể kiếm tiền mà mình không cần phải có sản phẩm, hay là mình chưa cần phải có sản phẩm ngay lập tức. Ở trong này mình có liệt kê khá là nhiều cái phương pháp để các bạn kiếm tiền, như là các bạn có thể đăng bài thuê PR cho các nhóm khác này, PR cho các cái bạn khác, các bạn có thể cho thuê cái nhóm này cho bọn nó livestream bán hàng này. Các bạn có thể kinh doanh những cái sản phẩm digital như là khóa học, các loại tài khoản ở cao. Giống như mình đang kinh doanh tài khoản, mình đang thử một sản phẩm phễu, đó là cái tài khoản Canva, thì đó là một cái sản phẩm phễu dạng digital. Rồi chúng ta có thể làm affiliate marketing, một cái thị trường vô cùng lớn, vô cùng rộng. Bán, chúng ta có thể bán luôn cái nhóm này để lấy tiền. Như cái nhóm của mình bây giờ nếu mà bán chắc cũng phải được tầm 100-200 triệu là chuyện bình thường. Rồi là chúng ta có thể là bán hàng, cái điều này thì ok rồi. Còn sau này khi mà mình sẽ trong khoa học này thì mình cũng sẽ định hướng anh em, hướng dẫn anh em cách để tạo ra một số sản phẩm số, sản phẩm digital á, để có thể kinh doanh bán hàng được, nó sẽ không bị gặp vấn đề như bây giờ, như là đang dịch giãn đúng không, mình giao vận các thứ nó khó, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một số cái đơn giản như vậy ở trong nhóm hỗ trợ riêng nhé. Tại vì mỗi người sẽ có một điểm mạnh và từ đó thì mình phải cần tìm một điểm mạnh thì mình mới hỗ trợ anh em được. Rồi các bạn sẽ có một cái kênh phát triển rất là bền vững, mà mình chưa từng thấy một cái kênh nào mà nó có khả năng phát triển nó bền vững được như là nhóm. Page có thể phát triển bền, có thể các bạn làm rất nhiều thứ đúng không? Thế nhưng mà cái nhóm này thì nó vừa kết hợp được cái ưu điểm của nhóm, vừa kết hợp được cái ưu điểm của page mà nó lại có rất là nhiều thứ hay ho. Rất nhiều người đăng bài cho các bạn. Các bạn có rất là nhiều content hàng ngày. Đấy, các bạn có content hoàn toàn miễn phí hàng ngày. Đấy. Rồi là các bạn sẽ có lượng người tự họ xin vào trong nhóm, họ thấy có cái nhóm nó sôi động, Facebook có tự đề xuất và các bạn sẽ tự có được những thành viên mà không cần phải mất tiền quảng cáo. Và một cái mình thấy cực kỳ hay, đó là nó tăng cái uy tín của cái bản thân mình lên rất là nhiều. Mình cũng không muốn cho kiểu không muốn khoe đâu, nhưng mọi người có thể xem. Mình có thể xem này các bạn thấy không? 34 người khác theo dõi. Tức là trong một ngày mình có khoảng độ vài trăm người theo dõi thêm hàng ngày á, từ khi mình có cái nhóm này. Thì các bạn biết là cái uy tín cá nhân cũng như cái thương hiệu cá nhân của mình nó lên nhanh như nào á. Thì đấy là một cái mà mình cảm thấy rất là hay và gần như là nó đã lãi rồi anh em ạ. Rồi cuối cùng chỗ này thì mình sẽ có một cái phương pháp, tức là mình sẽ chia sẻ cho em thêm một số cái phương pháp bán hàng mới. Cách cũ thì anh em đăng trên tường, đăng nọ đăng kia, đăng bài thôi có cái tôi có kia, ok. Nhưng bây giờ mình sẽ cho anh em một phương pháp bán hàng hoàn toàn mới, bán hàng mà như là mình không bán hàng, còn bán hàng mà như là mình đang giúp đỡ ở toàn bộ cộng đồng mình, giúp đỡ xã hội vậy. Thì cũng lấy cho anh em một cái ví dụ luôn như này, cho anh em gọi là nói thẳng nói thật luôn cho anh em này. Mình có một cái ví dụ là trong cái nhóm cộng đồng Canva, mình thử nghiệm một cái, đó là mình bán một cái tài khoản Canva, thế nhưng 60% số tiền trong đó thì mình sử dụng để làm từ thiện. Và sau khi mà mình quyết định làm cái chuyện này á, thì doanh số của mình x3 lần anh em ạ. Và đó là một cách vô cùng hay. Và mình còn rất là có, mình có khoảng độ tầm gần 100 cái chiến lược dạng như thế này. Hiện tại thì bây giờ mình mới áp dụng một số cái thì mình đã thấy là nó có một kết quả rất là đặc biệt so với cái cách bán hàng cũ của mình rồi. Đấy, mình vừa bán hàng, mình vừa giúp đỡ được khách hàng này, mình lại vừa giúp đỡ được cộng đồng này, và mình lại vừa có tiền, mình vẫn có 40% mà anh em. Đấy, chứ phải là mình làm hoàn toàn là phi lợi nhuận đâu, mình vẫn kiếm được tiền đấy. Thế thì cái chỗ còn một cái chỗ nữa mình muốn chia sẻ với anh em luôn, đó là ở trong cái khóa học này thì mình cũng sẽ chia sẻ với anh em một cái bộ tài nguyên mà mình đã sưu tầm sẵn để anh em có thể dùng làm các cái gọi là phễu, hoặc là làm các cái mồi để mà kéo thành viên chẳng hạn. Như là hôm nay mình sẽ tặng các bạn một cuốn ebook ABC, và anh em nào mà mong muốn nhận được thì có thể là vào trong cái nhóm này để mà nhận. Đấy, thì trước kia mình cũng làm như vậy và cái cách đó là cái cách rất là hiệu quả. Thì bọn mình sẽ chuẩn bị này. Tiếp theo là cái bộ tiêu đề nhóm. Thì trong một cái video trước mình nói về câu chuyện là làm sao để xây dựng một cái nhóm thành công á, thì có một cái phần đó là cái tiêu đề. Nghe cái tiêu đề, các bạn nghe cái tiêu đề cuồng Canva của mình, các bạn thấy thích rồi đúng không? Đấy, thì rồi là những cái nhóm như là không sợ vợ, gì là không sợ chó, rồi là biết thế không lấy vợ, biết thế không chạy quảng cáo, rồi họ yêu nhà yêu bếp, ghét nhà ghét bếp. Đấy, những cái hội tên như vậy nghe rất là thích và tò mò, mọi người rất muốn vào ngay lập tức. Đấy, thì mình có một cái bộ tiêu đề gồm rất là nhiều các tiêu đề cho anh em chỉ việc là lựa chọn thôi. Ngoài ra thì bọn mình sẽ tặng các bạn một tài khoản Canva Pro trị giá 3 triệu đồng trong vòng
một năm á, nếu như bọn mình sẽ tặng các bạn một tài khoản vĩnh viễn luôn. Và giá trị bao nhiêu thì chắc là anh em không cần phải nói nữa đúng không? Và mình sẽ hướng dẫn anh em cách để thiết kế content lúc đầu. Vì lúc đầu anh em phải làm những content để mình có thể là kéo thành viên, chẳng hạn như là ok, mình tặng một cuốn ebook thì mình có phải viết một cái bài à, lý do tại sao tôi lại có cuốn ebook này, tại sao tôi lại muốn tặng cuốn ebook này cho mọi người, và làm thế nào để mọi người nhận được cuốn ebook này đấy, thì mọi người cần phải vào trong nhóm à, thì mình có phải thiết kế một cái hình ảnh thật là thu hút để cái bài viết đấy thu hút được nhiều người, thu hút được hàng nghìn người nhận sách, thì các bạn sẽ có hàng nghìn người trong nhóm ngay lập tức rồi, đúng không? Rồi, đó là các chiến lược liên quan đến bán hàng như mình nói. Đó, các bạn sẽ có một cái phương pháp bán hàng hoàn toàn mới và cách để tạo ra các sản phẩm số. Đó, thì trong cái khóa học này thì mình sẽ hỗ trợ anh em toàn bộ những cái điều như vậy. Thì khóa học này hiện tại bây giờ mình đang bán cho khoảng tầm được 20 người với giá là 6 triệu đồng rồi. Thế nhưng mà mình thấy là cái quãng thời gian này là quãng thời gian mà nó dịch bệnh, nên mình cũng muốn là vừa kinh doanh vừa kiếm tiền, mà cũng muốn là trao một cái giá trị gì đó cho cộng đồng, thì mình sẽ giảm giá cái khóa học này xuống còn 3.686.000 bằng cái khóa học Shopee của mình á, để thứ nhất là mình có được cái cơ hội để mà hỗ trợ support anh em để tạo ra một cái cộng đồng mà một cái phương pháp bán hàng. Tức là mình rất là thích, tại vì sao? Vì mình đang thấy là mình đang tạo ra một cái phương pháp bán hàng hoàn toàn mới mà giúp được rất là nhiều người. Cái thứ hai là hiện tại bây giờ dịch bệnh thì cái việc mà anh em khó khăn về tài chính là vấn đề chung của anh em mình kinh doanh, và mình hiểu cái điều này. Đấy, bản thân mình cũng giống như các bạn thôi. Còn mình đi mua những khóa học, ví dụ như vừa rồi mình cũng mua một khóa học trị giá 80 triệu. Đấy, bình thường là nó hơn 100 triệu cơ. Thế nhưng mà những người thầy của mình cũng gọi là yêu thương mình, nên là quyết định là giảm giá cho mình xuống còn 80 triệu. Thì hôm nay mình cũng rất là mong muốn là chia sẻ cùng với anh em khóa học này, và anh em nào mà quan tâm khóa học này thì mình sẽ giảm giá xuống còn 3.686 nhé. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Facebook của mình, và mình sẽ gọi là cho người hỗ trợ support cho anh em. Trong này không phải là một mình đâu anh em ạ, trong này có rất là nhiều người. Tại sao lại có nhiều thành viên đến như vậy? Là bởi vì mình muốn là lúc nào mọi người hỏi, mọi người cần, bọn mình cũng sẽ có mặt. Vì bản thân mình cũng chỉ có 24 giờ một ngày thôi, nhưng mà có đông người thì mỗi người chỉ cần bỏ ra một vài tiếng để support cho anh em rất là kỹ càng rồi. Đấy nhá. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Anh em thấy hay thì nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Cảm ơn anh em. Bye bye.